Và trước tiên Tiến Vĩnh xin được giới thiệu đến quý vị phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 532 cùng với sáng tác của nhạc sĩ Lê Uyên Phương ca khúc Dạ Khúc Cho Tình Nhân. Xin chào đón Trần Đại Quang và mời thí sinh Huỳnh Tấn Phát chuẩn bị. Đời mãi 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 cách xa, dòng nước mắt long tiễn đưa, xin cho lần cuối tình ấy đắm đuối thiết tha. Vì qua bao nhiêu điều anh cho em sẽ ngày em thắp sao trời, chờ trăng gió lên khơi mà mưa bão tới bơi. Một ngày mưa bão không rơi trên đôi vai thanh xuân, bước hôn nồng trên gối đông say, ánh sao trời theo gió rung rơi. Cùng xót bao nhiêu ngày hoang, cùng đêm bao nhiêu mộng tàn, đủ người yêu dấu trong vùng trời đêm. Vườn hoa đất tươi vội, tình nhân đã xa rồi, đời ngắn cách nhau hoài, một lần thôi mãi không thôi. Yêu nhau trong lâu, biết bao lần tha thiết nhớ mong. Lá hoa rừng mờ xóa đường quay về, làm ánh sao đêm lẻ loi, màu tối gương bên đèn soi, ân tình sâu vẫn trong đời đi chung. Đời mãi 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 cách xa, dòng nước mắt lòng tiễn đưa, xin cho lần cuối tình ấy đắm đuối thiết tha. Vì qua bao nhiêu điều linh chết chê đắng cay trong đời. Mặt đêm mơ biết sâu, mong đâu xin dài lâu. Muốn đi sao là rơi, nghe hồn tê tái trên dòng sương khói mây. Ai ước nơi đừng phụ lòng ta, nhớ thương sâu xin gửi người xa. Góc nhau trong cuộc đời, giấc mơ xưa thân của bánh số. Có yêu nhau ngọt ngào tin nhau, chết bên nhau thật là khổ. Mời anh nắng lại sân khấu ạ. Mời anh Trần Đại Quang ạ. Xin mời anh cầm micro lên giùm em. Tiến Vĩnh xin nhắc lại các thí sinh là khi chúng ta nghe tên của mình thì các bạn vui lòng di chuyển về hướng bên này và nhặt micro và lên sân khấu dự thi. Không cần phải giới thiệu lại tên cũng như ca khúc bởi vì MC đã giới thiệu xong hết rồi. Mong các bạn cùng hỗ trợ với ban tổ chức chúng tôi để có những phần dự thi thành công của buổi chiều hôm nay. Một lần nữa Tiến Vĩnh xin được chúc mừng anh Trần Đại Quang với ca khúc Dạ Khúc Cho Tình Nhân. Và Tiến Vĩnh vẫn còn nhớ như anh trong tâm trí của mình là cái ngày đầu tiên anh dự thi đúng không ạ? Hôm ấy là anh chọn dòng nhạc bolero đúng không anh? Anh có thể hỗ trợ em là mình đưa micro lên mình trả lời được không anh? Ngày đầu tiên tham gia cuộc thi thì Quang có dự thi một ca khúc của Thái Thịnh để nhớ một thời
ta đã yêu. À, để nhớ một thời ta đã yêu. Và anh có chia sẻ là anh đến từ một vùng cao nguyên hay là ở miền Bắc nắng đầy nắng và gió, phố núi Pleiku và lại thân yêu. Tại sao ông chọn một ca khúc nào về miền quê của mình ạ? Có thể là dòng của Quang thì nó hợp với cái thể loại này hơn. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của anh Quang. Và Tiến Vinh cảm giác là anh hát bài này cũng rất là thành công với phần feeling của anh, lên nốt cao và xuống nốt trầm cũng rất là hòa điệu vào nhau. Và hy vọng rằng anh sẽ nhận được những nhận xét rất là sắc sảo từ ban giám khảo trong buổi chiều hôm nay. Và xin mời một trong ba vị giám khảo, và xin mời ca sĩ Tăng Nguyên. Xin được chào anh Đại Quang với một cái phần trình diễn theo em là rất máu lửa. Anh có một cái giọng hát rất là khỏe. Tuy nhiên thì anh lại thiếu một cái gì đó, một cái sự tiết chế. Anh sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên anh. Dạ vâng, thành ra là cái giọng anh rất là khỏe. Tuy nhiên thì cái bài hát này nó có những cái chỗ nó nhẹ nhàng lại. Thì những cái chỗ đó mình vẫn còn quá khỏe, còn quá gọi là cháy và máu lửa quá. Thành ra là đôi lúc cái nhịp của anh nó không có đảm bảo theo. Những cái sự chạy trộn nó sẽ xuất hiện rất là nhiều. Gần như là nó chiếm tới 40% từ đầu cho tới giữa bài hát là bị chỉnh chọn cái gì. Còn những cái chỗ mà anh gọi là thiếu tiết chế thì gần như là rất là nhiều. Và khi anh nhẹ nhàng làm chút xíu thì nó đã mang cái tình cảm nó dễ chịu hơn đến với lại tất cả mọi người rồi. Cảm ơn ca sĩ Đăng Nguyên và ưu ái cho thí sinh đầu tiên. Xin mời thêm một phần nhận xét nữa đến từ Thái Bảo. Xin mời Thái Bảo. Xin chào anh. Thì nãy giờ những gì mà cần nhận xét thì anh Đăng Nguyên cũng đã nhận xét hết rồi. Thì Thái Bảo cũng có một phần nhận xét nữa là anh có một cái phong thái biểu diễn rất là chuyên nghiệp. Chúc mừng anh. Cảm ơn Thái Bảo. Thời Minh Lộc. Xin góp ý một xíu nữa là do anh đứng quá cao nên là không nghe cái loa monitor, cho nên là anh bị chật nhịp khá nhiều đầu. Và cũng là thí sinh thi đầu tiên cho nên là mình cũng ít nhiều cũng là áp lực. Thì mong là ban giám khảo sẽ cố gắng một xíu cho anh Quang. Đồng thời nhắc nhở thí sinh khác là mình đừng nên đứng cao quá. Nếu như mình đứng cao mà vẫn nghe được loa mọi thứ thì ok, còn nhưng mà mình cảm là không ổn về nhịp lập tức mình phải đi được cái vùng an toàn, tức là giữa sân khấu. Đó là sinh nhau là ngôi thơ rõ nhất, đó là với kinh nghiệm. Xin được cảm ơn góp ý của giám khảo Minh Lộc. Và áp lực đã qua rồi và phần dự thi của anh cũng đã hoàn thành. Em xin được chúc mừng anh và hy vọng sẽ được gặp anh. Dạ xong rồi, anh có thể đi về được chứ. Cảm ơn ban giám khảo. Cảm ơn thí sinh đầu tiên, xin được chúc mừng anh. Và sau mỗi phần dự thi, Tiến Vĩnh mong rằng để tạo niềm tin cho những thí sinh còn lại có động lực mạnh mẽ hơn nữa để hoàn thành phần dự thi, quý vị chúng ta đừng có ngại vỗ tay nha. Bởi vì những tràng vỗ tay của quý vị là những món quà để mà động viên cho các thí sinh họ sẽ trổ tài trước mặt ban giám khảo, cũng như cống hiến những ca khúc rất hay, bởi vì họ đã có thời gian rất lâu để mà chuẩn bị kỹ cho mỗi phần dự thi của mình. Và hy vọng rằng trong buổi chiều hôm nay sẽ có thêm nhiều những gương mặt mới nhận được những tấm vé xanh từ mỗi vị giám khảo và những tấm vé vàng của bộ ba giám khảo chúng tôi. Chúc các bạn sẽ rất thành công trong buổi chiều nay.